Nào, Hà My làm đi con. Chọn đáp án đúng. Làm đi Hà My. Vẫn chưa làm được câu nào hả Đang nghĩ. con? Đang nghĩ. Ôi ôi, có gì mà nghĩ thế. Bây giờ cô hướng dẫn nhá. Cô hướng dẫn một câu nhá. Được không? Nào, cô hướng dẫn một câu này. Ở đây chúng ta sẽ có câu số 1 này. Trước tiên này, con xác định các cái tính từ của nó này. A pair là một đôi. Một đôi ở đây là determiner, là cho cái lượng từ là một đôi. Đôi có nghĩa là hai. Chúng ta sẽ có hai cái này, hai cái su su đó chính là giày, hai cái giày. Và ở giữa chính là các cái tính từ của nó. Chúng ta sẽ có các tính từ sport này, new và French, đúng không? Sport, new và French. Thì bây giờ con xác định này, con xác định cho cô này. Đâu rồi? Đợi cô chút. Nhìn vào cái trật tự Đâu tính từ mà chụp ấy. Nhìn này, đâu cô hướng dẫn này. đâu đâu Thứ nhất này, tính từ sport. Sport ở đây thể thao này, nghĩa là cái đôi giày này là cái đôi giày thể thao. Vậy con nhìn vào các cái loại tính từ thì con nghĩ nó thuộc cái loại tính từ nào? Cái giày dùng để thể thao, dùng để đi khi mà con luyện tập thể thao thì nó sẽ thuộc cái loại tính từ gì? Loại tính từ chỉ mục đích. Vậy thì tính từ chỉ mục đích sẽ để ở cuối cùng. Vậy từ sport này để ở cuối cùng trước danh từ thôi. Tiếp theo, new. New ở đây là độ tuổi. Được chưa? Độ tuổi của cái giày này có nghĩa là nó còn mới lắm. Nó còn mới, đúng không? Vậy cái độ tuổi này nó sẽ ở đằng trước cái French. Bởi vì French nó sẽ là nguồn gốc. Nguồn gốc là cái giày này xuất xứ từ Pháp. Thế vậy chúng ta sẽ có ba trật tự tính từ. Ở đây sẽ là, đầu tiên sẽ phải là về độ tuổi là new, sau đó về nguồn gốc là French, và cuối cùng là mục đích là dùng để tập thể thao. Vậy nó là đáp án C, a pair new French sports shoes. Đã hiểu chưa? Rồi. Nào làm đi.
Con xong rồi. Ok, nào câu chuyện bài nhá. Nào, câu số 2. À từ, con chưa làm câu ba. À, nó câu 3 đi, tưởng không làm được câu 3. Lúc đầu làm nó sẽ hơi lâu trong việc xác định các tính từ đấy, nhưng mà về sau làm quen rồi thì nhanh lắm. Con xong rồi. Ok, nào câu chữa bài này. Câu số 2 chính xác. Câu số 3 đúng. Ở đây này, wooden, ở đây nó thuộc về vật liệu material là bằng gỗ đấy. Câu số 4 chính xác và câu số 5 tốt. Ok đấy. Lúc đầu thì nó sẽ mất nhiều thời gian của con một chút, nhưng mà về sau khi mà con học thuộc và con xác định thì nó sẽ rất là nhanh, được chưa? Tiếp tục này. Mình sẽ sang cái phần học hôm nay của mình nhá. Unit 26, đợi cô một chút để cô mở bài. Bao giờ con được nghỉ? Bao giờ con được nghỉ học ở trường à, Hà My? Dạ. Bao giờ con được nghỉ học ở trường? Hết thứ tư. À, mình sẽ nghỉ Tết từ bắt đầu ngày 20 nhá. Vâng. Ok, nào, mình sẽ học Unit 26. Guess who live here? Guess who live here có nghĩa là gì? Đoán ai ở đây? Chính xác, rất tốt. Guess ở đây có nghĩa là đoán, được chưa? Động từ là đoán và danh từ nó cũng là cái lời đoán, cái câu đoán, được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái cụm từ của nó là take a guess, đoán đi, hãy đoán xem nào, được chưa? Guess who là ai? Đã sử dụng là một cái từ để hỏi who, which, where, vân vân thì động từ đằng sau sẽ chia số ít nhá, được chưa? Guess who lives here, hãy đoán xem ai đang ai sống ở đây, được chưa? Trước tiên thì học các cái từ vựng đó nhá. Nào, đọc cho cô này. Top Top. Top. có nghĩa là gì? Trên cùng. Đỉnh, đỉnh, được chưa? Above. 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 Above, above. Above. Đúng rồi, là phía bên trên, được chưa? Tiếp tục, loud. 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 Ồn loud ào, ầm ĩ, được chưa? Quiet. quiet quiet Là yên tĩnh, được chưa? Đọc lại nhá. Top. top Above. about Loud. loud Quiet. quiet Ok, có từ nào cần ghi ở vở không? có. Từ nào con cần ghi thì con ghi thôi. Lưu ý từ top nó vừa là danh từ, nó vừa là tính từ. Danh từ là on the top of something, trên đỉnh của cái gì đó. On the top of the mountain, được chưa? Ghi đi, từ nào cần ghi thì ghi vào vở cho cô.
Là sao rồi? Ok, tiếp tục nhá. Now, look and answer the questions. Nhìn và trả lời các câu hỏi của cô. So what animals can you see in the picture? What I can see bad. animal? Bats? Spider. Spiders? Gì nữa? Hết chưa? Con gì ở trong bức tranh ấy? Con gì ở trong bức tranh ấy? House. Horse, chính xác, rất tốt, đúng rồi. So how many of them? How many? Tổng là có bao nhiêu con? How many? Nine. Nine? Okay. So who do you think lives in this house? Who do you think lives in this house? Con đoán xem ai sống trong ngôi nhà này. Use your imagination. Sử dụng cái trí tưởng tượng của mình đi. Ai sống trong ngôi nhà này? The What? The bat. bat? Rơi á? Không, ý của cô là người cơ. Ai cơ mà? Ai sống trong ngôi The nhà này? Maybe bat. it may be a witch. Con biết từ phù thủy không? WITCH. Được chưa? A witch. Ok, bà phù thủy nào đó. Được chưa? Ok, tiếp tục. Read and write yes or no. Nhìn bức tranh và trả lời yes hoặc là no. Được chưa? Yes thì ghi là y và no thì ghi là no. Được chưa? Here, nào, làm bài tập này cho cô. Bài tập này dễ thôi. Làm đi con. Làm đi. Một. Nào, chưa bài nha. Cô chưa 6 câu đầu đã. Nào, câu số 1. Yes, no, no, yes, no. Câu 6 sai, biết ngay mà. In this picture, we can only see one spider. Trong bức tranh này thì bạn chỉ nhìn thấy một con nhện. Một con thôi á. Có tìm được con thứ hai không? Đây là một rồi này. Có nhìn thấy con thứ hai không hả Mi? Không. Ừ, cô cũng không nhìn thấy. Tên cũng đầu. Đâu nhỉ? Cô cũng không thấy hả Mi ạ? Ừ, làm gì có con thứ hai đâu. Làm gì có con thứ hai thì chỉ có một con thôi. Thì câu này phải là đúng chứ Mi. Tưởng họ bảo chỉ đúng con rơi còn không nhìn thấy. Đúng con nhện không nhìn thấy con rơi. Ừ không, ở đây là chỉ nhìn thấy một con nhện thì câu này phải là đúng, đúng là con gì?
Được chưa? Câu này phải là yes. Nhìn nhầm, chắc nhìn nhầm thì con rơi à? Nào, tiếp. Câu số 7. The bed which is above the whole table is round. Yes or no? Or no? No? Chính xác. Most of the beds are inside the house. Câu này quá dễ luôn. Câu này là yes hay no? Yes, chính xác. Đúng rồi. Rất tốt. Về nhà làm bài tập cho cô nhá. Làm cho cô bài tập này. Đó chính là nhìn bức tranh và trả lời câu hỏi. Đã rõ chưa Hà My? Rồi. Được nhá. Ok. Hôm nay học khá là tốt đấy. Ok. So it's the end of the lesson today. Remember to learn the new words and do my homework. Goodbye. See you next time. Bye bye, con.